Xin chào quý vị và các bạn thân mến. Về việc lời xin lỗi của ông Dương Ngọc Dũng, kính gửi Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Dương Ngọc Dũng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ngày 4 tháng 11 năm 2019, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ban hành công văn số 431 trên CV HDTS về việc giải quyết việc phát ngôn xúc phạm niềm tin Phật giáo của ông Dương Ngọc Dũng, Trường Đại học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, gửi đến Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành, và công văn Hội đồng trị sự và lời xin lỗi của ông Dương Ngọc Dũng, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Nông. Chúng tôi không đồng ý với những lý do sau. Ông Dương Ngọc Dũng đã phát ngôn bôi nhọ Phật giáo trong khi giảng dạy cho sinh viên qua những clip miệt thị chư tôn đức lãnh đạo giáo hội trong nước và quốc tế, bài xích cả pháp môn tu tập của Phật giáo đã có từ ngàn đời nay. Những clip ấy đã lan truyền trên mạng xã hội, làm cho hàng ngàn tăng ni và hàng triệu tín đồ Phật tử bức xúc. Vì vậy, đề nghị ông Dương Ngọc Dũng phải dùng chính lời nói của mình để xin lỗi trước lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni Phật tử Việt Nam tại trụ sở văn phòng của giáo hội, trước truyền thông của Phật giáo. Qua những clip, ông Dương Ngọc Dũng đã phát ngôn rất hung hăng, thể hiện sự công kích miệt thị có chủ ý. Đã có nhiều ban trị sự các tỉnh thành gửi kiến nghị. Nay ông Dương Ngọc Dũng chỉ đánh mấy vài dòng xin lỗi qua loa, ký tên là xong. Nếu như vậy, sau này có một Dương Ngọc Dũng khác tiếp tục bôi nhọ Phật giáo và xúc phạm tăng ni, rồi chỉ cần đánh mấy vài dòng xin lỗi gửi Giáo hội Phật giáo là xong. Nếu là một người bình thường, chúng tôi sẽ không kiến nghị gì. Nhưng đây là một tiến sĩ về tôn giáo học, đứng lớp giảng dạy cho biết bao nhiêu thế hệ sinh viên. Thông qua lời xin lỗi của ông Dương Ngọc Dũng, chúng tôi cần làm rõ thêm. Thứ nhất, về nội dung bố cục văn phạm không thể hiện được văn bản kiểm điểm tối thiểu, không ghi Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, không ghi chủ thể tôi là đang làm gì, ở đâu, hay ông cho rằng không đáng ghi vào, làm cho lấy lệ để đối phó dư luận. Lời xin lỗi của ông ấy, một học sinh xem còn không phục, huống chi cả dân tộc hơn 90 triệu dân và hơn 50 triệu tín đồ Phật giáo. Thứ hai, trong nội dung ông nêu, trong thời gian qua tôi có những lời phát biểu vô tình đã gây tổn thương tình cảm cho tôn giáo của các bậc chân tu và các Phật tử thuần thành. Tôi xin thừa nhận sai lầm vì đã phát ngôn không đúng chuẩn mực, gây ra những ngộ nhận không cần thiết. Tôi xin được thành tâm sám hối trước Tam Bảo về những phát ngôn đó. Đồng thời tôi cam kết sẽ cẩn trọng trong các phát ngôn của mình. Ông Dương Ngọc Dũng không thể nói là vô tình. Qua những clip cho thấy ông phát ngôn rất hung hăng, nặng lời, chỉ trích, miệt thị một cách trắng trợn vì những ngôn từ chợ búa. Vì vậy không thể quy chụp cho các ban trị sự gửi công văn kiến nghị là ngộ nhận cần thiết. Thứ ba, nếu ông Dương Ngọc Dũng thành tâm sám hối trước Tam Bảo thì phải đến trụ sở văn phòng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam sám hối trước lãnh đạo giáo hội. Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng, cho nên không thể ghi vài dòng là nói sám hối với Tam Bảo. Sám hối không phải là một lời văn, sám hối là một nghi thức thông qua hành động của thân, khẩu, ý để thể hiện sự thành tâm. Điều 34 Luật Dân sự 2005 có bổ sung sửa đổi. 2015 quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín. Điều 5 Luật Tín ngưỡng Tôn giáo 2016 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Ông Dương Ngọc Dũng đã thừa nhận mình sai thì phải xin lỗi công khai theo luật, xin lỗi công khai trước Giáo hội Phật giáo Việt Nam, xin lỗi ban giám hiệu nhà trường nơi ông đang giảng dạy. Đến trường hợp sau này, một đối tượng khác cũng có những phát ngôn tương tự như thế, một lá thư xin lỗi như thế, thì thử hỏi còn gì là nền sư phạm của đất nước ngàn năm văn hiến và những điều quy định trong hiến pháp, pháp luật có giá trị đối với thành phần nào trong xã hội. Đối tượng nào thì không thể
cần áp dụng pháp luật. Kiến nghị đến trường đại học khoa học xã hội và nhân văn không để ông Dương Ngọc Dũng tiếp tục đứng lớp giảng dạy cho sinh viên vì tư tưởng có vấn đề, kiến thức về tôn giáo quá sai lầm. Bằng chứng trong một clip ông đã bài xích các bác bỏ pháp môn tu thiền của Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam. Điều mà giáo hội và hàng triệu Phật tử đang bức xúc trước truyền dạy kiến thức và lối giảng dạy về Phật giáo sai lầm cho sinh viên, trong khi ông là cương vị tiến sĩ phải chịu trách nhiệm về nội dung giảng dạy để tạo uy tín cho nhà trường và nền giáo dục của quốc gia. Nếu tiếp tục để ông giảng dạy sẽ làm lệch lạc tư tưởng cả một thế hệ trong tương lai của đất nước, làm cho giới trẻ hiểu sai về tôn giáo thì vô cùng nguy hiểm. Ông Dương Ngọc Dũng đã đến trước ban trị sự sám hối, nhưng chẳng thấy thân tâm ông quỳ mọp, chẳng thấy lời nói của ông. Khi nào ông đã thành tâm làm đúng thủ tục như ông đã truyền dạy trên những trang mạng, những clip ông đã miệt thị dưới cộng đồng, ông phải có những lời xin lỗi đến cộng đồng, chúng tôi mới bỏ qua.